Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 19 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban chỉ đạo tỉnh về phong trào thi đua dân vận khéo triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018. Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử mở rộng diện tích trồng vải lai u trứng, giống vải ngon có giá trị kinh tế cao. Lãng phí ngân sách đầu tư cho các khu chợ lắp ráp nhiều nơi bỏ phí. Người chết rồi vẫn được nhận tiền trợ cấp, chuyện lạ nhưng có thật ở xã Hồng Tiến, huyện Khoai Châu. Đông đảo người dân huyện Văn Giang tham gia hiến máu tình nguyện. Phòng cảnh sát ma túy triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc qua điện thoại, chuyển tiền qua ngân hàng. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh luôn đề cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhất là việc phát huy dân chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được tăng cường, phong trào thi đua, dân vận khéo trên địa bàn tỉnh được triển khai hiệu quả, qua đó góp phần củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu, năm 2018, Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục quán triệt tuyên truyền các văn bản quy định về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phong trào thi đua, dân vận khéo gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, đơn vị địa phương, tăng cường tiếp xúc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc của công dân ngay từ cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Chú trọng cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đặc biệt, phải chú trọng thực hiện dân chủ công khai minh bạch trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, khắc phục ô nhiễm môi trường, bảo vệ quyền lợi người lao động, để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang các tin tức khác. Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử được biết đến là quê hương của cây vải lai trứng. Loại vải vừa đẹp mã vừa có chất lượng ngọt thơm hơn hẳn vải lai u. Phát huy lợi thế của địa phương, hiện nay xã đang triển khai mở rộng diện tích trồng vải lai trứng. Theo kế hoạch, đến năm 2020, xã Phan Xào Nam sẽ chuyển đổi 78 ha đất lúa và các vườn cây chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang trồng vải lai trứng. Đến thời điểm này, toàn xã đã tiến hành chuyển đổi được 11 ha, tập trung chủ yếu ở thôn Ba Đông. Hầu hết cây vải được nhân giống theo hình thức chiết cành. Từ 5 năm trở lên, cây sẽ cho năng suất ổn định. Trong thời gian trồng và chăm sóc cây vải, nông dân sẽ được phổ biến áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm khai thác hết tiềm năng cây vải lai trứng. Việc mở rộng các diện tích trồng vải sẽ dần hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa có năng suất chất lượng hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương đã tích cực tổ chức tuyên truyền giải tỏa vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông. Đến nay, toàn tỉnh đã xử lý giải tỏa được trên 6.100 trường hợp vi phạm, đạt gần 90% số trường hợp vi phạm. Toàn tỉnh có trên 6.800 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ các công trình giao thông. Các vi phạm chủ yếu như xây dựng lắp đặt mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo, trồng cây, tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng trong phạm vi hành lang giao thông. Cùng với thực hiện kế hoạch 93A, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các địa phương đã tích cực ra quân giải tỏa vi phạm bảo đảm an toàn giao thông. Các địa phương làm tốt giải tỏa là huyện Phù Cử, Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động.
Tuy vậy, ở một số địa phương xảy ra tình trạng các lều lán biển quảng cáo sau khi giải tỏa được một thời gian lại tiếp tục tái lấn chiếm do ý thức chấp hành của người dân chưa được cao. Đồng thời, công tác duy trì quản lý của các địa phương chưa được quan tâm thường xuyên. Một số trường hợp xây dựng trong hành lang nhưng trên đất hợp pháp tại một số vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông nhưng chưa có kinh phí để đền bù giải tỏa. Chợ Dầm, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào được dự án Lip Sáp đầu tư xây dựng từ năm 2013. Tuy nhiên đến nay các dãy ký ốt hầu như bỏ không, gây lãng phí. Khu chợ hiện nay gồm 5 dãy nhà, trong đó 3 dãy đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể sử dụng. 2 dãy còn lại được dự án Lip Sáp đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, 2 dãy ký ốt rộng hàng trăm mét vuông với 24 gian hàng hầu hết đều bỏ không, hệ thống nước hư hỏng nhếch nhác gây phản cảm và rất lãng phí, ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán của các tiểu thương. Ông Nguyễn Đình Sâm, ban quản lý chợ Dầm cho biết, hiện nay chỉ có 8 đến 10 hộ kinh doanh thực phẩm sử dụng ký ốt, còn hầu hết là bày bán tại chợ cóc trong khu dân cư. Do chợ cũ xuống cấp nên các hộ kinh doanh phải bày bán các mặt hàng tràn lan xuống lòng đường 205, gây cản trở phương tiện tham gia giao thông. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, người chết vẫn được hưởng chế độ chính sách, chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng. Vụ việc khó tin này vừa xảy ra tại xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu. Tháng 10 năm 2017, nhận được phản ánh của nhiều người dân, việc phát tiền trợ cấp cho các đối tượng chính sách chậm hơn so với trước. Cán bộ chính sách là Hoàng Viết Tấn lại báo cáo bận nhiều việc. Ủy ban Nhân dân xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu đã điều động thêm người giúp anh Tấn trả tiền cho các đối tượng hàng tháng. Khi cán bộ này trả tiền trợ cấp, thấy một đối tượng là thương binh, 4 thân nhân liệt sĩ không đến lĩnh tiền, hỏi xuống thôn mới biết các đối tượng này đã từ trần từ lâu. Trong đó có mẹ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ là bà Nguyễn Thị Huy, mất từ tháng 12 năm 2014, bà Đỗ Thị Nụ, mất tháng 3 năm 2014, bà Nguyễn Thị Út, ông Phan Văn Liên và thương binh Nguyễn Văn Biết, mất từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2017, nhưng vẫn có trong danh sách lĩnh tiền hàng tháng. Thì Hiến báo cáo là sau khi phát lương tháng 10 thì đã phát hiện ra một số trường hợp chết rồi, vẫn có tên trong danh sách lĩnh tiền. Khi đồng chí Hiến điện về, tôi bảo thế dừng lại không phát tiền nữa để kiểm tra. Thế sau khi là tôi về, tôi mới thành lập cái tổ xác minh giúp cho Ủy ban Nhân dân, tôi giao cho anh em là trong vòng 3 ngày phải xác minh xong. Hiện nay thì liên quan đến các cái chế độ ngoài cái chế độ nhận chi trả, thì còn lại thì là một số các cái chế độ liên quan tới bưu điện của bộ thời. Thế thì cái này vừa rồi là kể cả tôi cũng thường xuyên tôi phối kết hợp cùng với lãnh đạo của bưu điện bộ thời để thường xuyên kiểm tra để khắc phục. Nếu còn trường hợp nào thì chúng tôi tiếp tục chúng tôi sẽ xác minh và khắc phục. Trong đó có một số trường hợp người ta không có tên trong sách bảng lương nhưng người ta vẫn có sổ lĩnh lương. Thế tiền này ở đâu? Đấy, tôi mới phát hiện. Thế tiền này ở đâu? Người ta bảo là anh Tấn là anh ấy phát cho chúng tôi. Nhưng mấy tháng nay rồi là không thấy anh ấy phát nữa. Đấy, thì cái này tôi cũng lại đang làm. Cái đôi chính là để xảy ra cái việc chi trả sai. Thế rồi là không trả các đối tượng. Cái này là do cán bộ chuyên môn, cán bộ chính sách. Chứ Ủy ban Nhân dân không chỉ đạo cái việc này. Xã Hồng Tiến đã truy thu trên 124 triệu đồng chi sai cho các đối tượng nộp cho Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi vụ việc vỡ lở, người dân xã này nghi ngờ, phản ánh không chỉ có trường hợp đối tượng chính sách mà có nhiều trường hợp được bảo trợ đã từ trần cũng vẫn có tên trong danh sách lĩnh trợ cấp hàng tháng. Mẹ tôi mất năm 2013 thì đến tháng 10 năm 2013 là tôi làm giấy khai tử luôn. Gia đình không được lĩnh chế độ về coi là người cao tuổi nữa. Nhưng Ủy ban dân xã vẫn để mẹ tôi sống để lĩnh cái số tiền này. Ngoài ra gia đình không được biết. Thì từ lúc đó là tôi phát hiện được thì tôi cảm thấy rất bất ngờ. Xong khi đó tôi tiếp tục làm việc Ủy ban dân xã và cùng một số hộ gia đình. Tức là khi biết tôi phát hiện cùng một số hộ gia đình thì có bà dì tôi là Đỗ Thị Thơm cũng coi là chết 2015. Đấy, và ông Đỗ Công Thung
Đấy, cũng mất năm 2014. Thế và ông Đỗ Hữu Đắc mất từ năm 2012. Đấy. Và bà Đỗ Thị Tiểu mất năm 2014. Ủy ban dân xã vẫn coi là chi trả coi như vẫn sống. Chị Đỗ Thị Minh Hạnh, cán bộ bưu cục Bô Thời, Bưu điện huyện Khoái Châu, người nhận nhiệm vụ chi trả tiền cho các đối tượng được bảo trợ của xã cho biết. Tháng 12 năm 2017, Bưu điện cũng đã phối hợp với xã Hồng Tiến ra soát ngừng chi trả sai cho 4 đối tượng đã mất là người cao tuổi, người tàn tật. Chi trả sai thì em chỉ thu hồi có 4 trường hợp, còn đâu là ở xã. Nếu là bên anh Tấn, anh cầm từ những cái tháng năm trước rồi đấy. Em nghĩ là em cũng có trách nhiệm, bởi vì là phát thì em cũng không để ý. Anh nghĩ là mình cũng phải báo lên cho bảo trợ hay là gì để họ xem xét, mình để ý xem là họ chết như nào, hỏi thăm hay là vào nhà thì em đã không vào. Mình nhờ xã phát hộ, khi mình chủ quan nhờ người ta phát hộ thì mình không biết được trường hợp đấy như thế nào. Khi được hỏi vì sao có đối tượng đã mất nhiều năm được gia đình làm giấy báo tử rồi mà vẫn được hưởng trợ cấp nhà nước và có trong danh sách lĩnh tiền, số tiền này ai là người lĩnh? Cán bộ chính sách xã Hồng Tiến Hoàng Viết Tấn giải thích quanh co và thừa nhận. Sau khi gia đình đấy đối tượng thực hiện các quy định là khai tử đấy, đấy thì lúc đấy là sau từ lúc đấy xong là không còn nhận trợ cấp nữa rồi. Đấy, và lúc đấy nó thuộc về trách nhiệm của cá nhân tớ rồi. Nguyên nhân chính mà để xảy ra cái phạm này là do đâu? Thưa báo cáo đồng chí là do thực ra mà nói thì nó có rất nhiều các việc lý do. Tất nhiên như bây giờ nói thì nó vô cùng. Nhưng tớ nói là từ năm 2011-12 nhé, khi mà được tổ chức phân công sang bên này. Trong suốt cái quá trình mà nhận nhiệm vụ thì phần lớn thời gian lại dành cho việc đi học. À, vì nó bận nhá, bận nhờ cái việc đó. Thứ hai nữa là cái tính thanh niên thì xong rồi đấy thì hồ sơ thì cứ kẹp vào đấy một lần. Thì khi trong cái quá trình mà giải quyết thì hồ sơ mà đến lúc mà không thấy hồ sơ thì nó cứ để nó trôi đi đấy. Đấy, bản chất sự việc nó là như thế. Thực tế thì các khoản tiền chính sách và trợ cấp được biển thủ trục lợi bằng cách là không báo tử lên các cơ quan chuyên môn nhằm bao che việc người đã mất nhưng vẫn có tên trong danh sách nhận trợ cấp, đó là nguồn tiền ngân sách dành cho thương binh, thân nhân liệt sĩ, người cao tuổi và người khuyết tật. Điều đáng suy ngẫm là người đã khuất vẫn mang tiếng là nhận trợ cấp bảo trợ hàng tháng, trong khi thân nhân của họ lại chẳng được lĩnh tiền. Câu hỏi đặt ra là tại sao một con voi lại dễ dàng chui lọt lỗ kim như vậy? Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 3, cơ quan công an đã có quyết định khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Viết Tấn, cán bộ chính sách xã Hồng Tiến huyện Khoái Châu 4 tháng để điều tra vụ việc. Được biết, đến thời điểm này, xã Hồng Tiến đã truy thu trên 204 triệu đồng chi trả sai cho 14 đối tượng chính sách nộp cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Khoái Châu. Tuy vậy, ngoài số tiền đã thu hồi này, thì liệu còn số tiền nào khác đang bị biển thủ hay không? Và ngoài việc cán bộ chính sách Hoàng Viết Tấn, thì còn có ai khác trong bộ máy chính quyền địa phương cũng tham gia biển thủ hay không? Câu hỏi này đang được nhân dân và dư luận quan tâm, dành cho các cơ quan chức năng phải điều tra, làm rõ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Là những người hiểu rõ nhất tầm quan trọng của tập luyện thể dục thể thao với sức khỏe, nên sau những giờ làm việc căng thẳng chữa bệnh cứu người, các cán bộ y bác sĩ nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh lại tập luyện thể thao. Phát triển mạnh nhất trong phong trào thể thao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh là môn cầu lông. Đây là môn thể thao không chỉ có nhiều người tham gia tập luyện thường xuyên nhất, mà còn tham dự hầu hết các giải đấu do tỉnh cũng như ngành y tế tổ chức và mang lại nhiều giải cao, trong đó có huy chương đồng trong giải đấu do Bộ Y tế tổ chức. Đặc biệt, từ năm 2013, khi bệnh viện xây dựng nhà tập cầu lông khang trang hiện đại với kinh phí gần 1 tỷ đồng, thì bộ môn này lại càng phát triển mạnh. Câu lạc bộ bóng đá do Đoàn Thanh niên Bệnh viện thành lập đã thu hút hơn 20 thành viên tham gia, thường xuyên tập luyện và thi đấu giao lưu vào các ngày trong tuần. Các hoạt động thể thao như vậy đã xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa đồng nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện và nâng cao sức khỏe để mỗi cán bộ y tế có sức khỏe tốt phục vụ người bệnh. Xã Đức Hợp là địa phương có phong trào thể thao quần chúng phát triển mạnh của huyện Kim Động, nổi bật nhất là cầu lông và bóng chuyền hơi. Để có được kết quả đó, một trong những yếu tố hàng đầu là do địa phương làm tốt công tác xã hội hóa, xây dựng cơ sở vật chất cho nhân dân tập luyện.
Ở khắp các thôn trong xã đều có sân bóng chuyền hơi do nhân dân đóng góp xây dựng để tập luyện. Xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất tập luyện thể thao mạnh nhất phải kể đến thôn Tam Đa. Ngoài các sân bóng chuyền hơi, năm 2013, nhân dân ở đây tự nguyện đóng góp xây dựng nhà tập luyện thi đấu cầu lông với kinh phí hơn 200 triệu đồng và giao cho câu lạc bộ cầu lông của thôn quản lý. Các sân tập đều có sự sắp xếp thời gian hợp lý để tất cả người dân có nhu cầu được tập luyện. Thanh thiếu niên tập luyện vào khung giờ buổi sáng, còn người trung và cao tuổi tập vào buổi chiều. Chính điều này đã giúp Đức Hợp luôn có các vận động viên tham gia thi đấu và đạt giải trong các kỳ đại hội thể dục thể thao các cấp ở hai môn cầu lông và bóng chuyền hơi. Sau thời gian tự tập luyện tại các địa điểm riêng lẻ, thời điểm này, tất cả các khối tham gia màn đồng diễn nghệ thuật tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh đang tích cực hợp luyện tại sân vận động tỉnh. Thời gian hợp luyện bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 đến hết ngày 20 tháng 3. Đây là thời điểm để các khối định hình tuyến, xác định đoạn vào, đoạn ra để tạo khối theo kịch bản. Các khối tham gia đã phối hợp để tạo hợp cảnh kết và khớp lại nhuần nhuyễn 10 bài của 3 chương biểu diễn. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn này là hàng nghìn thành viên tham gia phải biết phối hợp đan xen để thành một thể thống nhất. Khắc phục những khó khăn về mặt thời tiết và sắp xếp thời gian hợp lý, các em học sinh, sinh viên là lực lượng chính của màn đồng diễn này đang tập luyện với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương để chuẩn bị cho chương trình sơ duyệt sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 3. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hưng Yên sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3 tới. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ngày 17 tháng 3, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Văn Giang đã tích cực hưởng ứng, phối hợp với các tổ chức triển khai có hiệu quả, huy động sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn hiến máu tình nguyện. Kết quả chỉ trong buổi sáng, ban tổ chức đã tiếp nhận được 349 đơn vị máu hiến tặng, đã có hàng trăm cán bộ, công nhân viên chức và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện hăng hái tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện, trong đó lực lượng đoàn viên chiếm 70-80%. Đội ngũ cán bộ đoàn luôn là lực lượng đi đầu nhiệt tình tham gia phong trào, đặc biệt đã có nhiều đồng chí cán bộ đoàn tham gia hiến máu tình nguyện từ 3 đến 5 lần trở lên. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện, góp phần đảm bảo lượng máu trong cấp cứu và điều trị, chung tay cứu giúp người bệnh tại các bệnh viện. Thực hiện công tác hội và phong trào thanh niên, chào mừng tháng thanh niên năm 2018, ngày 18 tháng 3, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 250 đối tượng là mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Bần, huyện Vĩ Hảo. Đoàn đã khám tổng quát siêu âm, chẩn đoán các bệnh liên quan tới huyết áp, tim mạch, đường hô hấp, xương khớp và nghe những tư vấn chăm sóc sức khỏe. Sau khi khám và chẩn đoán các bệnh, người dân được kê đơn và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình cũng dành tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và tặng 250 suất quà cho các đối tượng đến khám chữa bệnh, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, giúp các đối tượng chính sách tiếp cận với dịch vụ y tế, nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe, đồng thời thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ đối với những người có công với cách mạng, giáo dục và phát huy truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Tiếp theo chương trình là chùm tin an ninh trật tự. Ngày 17 tháng 2, tại thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động, xảy ra vụ đuối nước làm cháu Phạm Thị Thảo Vân sinh năm 2015, là con anh Phạm Ngọc Khanh tử vong. Do cửa nhà không khóa nên cháu Vân đã theo bà ra vườn nhà để làm. Sau 15 phút quay trở lại không thấy cháu, bà đi tìm và phát hiện cháu ngã dưới ao, gọi người hỗ trợ nhưng không kịp. Ngày 15 tháng 3 vừa qua, sau nhiều ngày đấu tranh, công an tỉnh đã triển khai lực lượng triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề với quy mô lớn, thanh toán qua giao dịch ngân hàng với số tiền lên đến trên 3,6 tỷ đồng. 18 giờ ngày 15 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Phù Cừ, Công an thành phố Hưng Yên đã đồng loạt bắt quả tang 4 tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 4 đối tượng tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ đang thực hiện hành vi mua bán số lô số đề. Cùng ngày, tổ công tác thứ hai của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Tiến ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, thu giữ trên 100 tờ biên lai thể hiện việc giao dịch tiền với các ngân hàng, tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác. Qua điều tra mở rộng,
tính đến ngày 19 tháng 3, cơ quan chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 11 chiếc điện thoại di động, 1 xe máy, 2 ô tô, gần 90 triệu đồng tiền mặt và tiền trên bảng đề cùng 3,6 tỷ đồng tiền giao dịch qua các ngân hàng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan gây ô nhiễm môi trường. Thầy Hùng, người mang kiến thức cho học trò tại làng đảo Vân Nghệ, xã Mai Động. Xã Đồng Tiến có nhiều người dân tham gia luyện tập thể thao thường xuyên. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.